Chào mừng quý phụ huynh cùng các bạn học sinh đến với chương trình Văn Lang Q&A, chương trình tư vấn tuyển sinh của Đại trường Đại học Văn Lang năm 2022. Và số phát sóng thứ hai ngày hôm nay nhân dịp rất là đặc biệt, đó chính là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đại diện cho sinh viên Văn Lang, Mỹ Như xin gửi lời chúc đến các bà, các mẹ cùng các quý cô giáo, cùng các bạn nữ sinh. Chúc các bạn luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, hạnh phúc và tự tin hơn mỗi ngày nhé. Quay trở lại với chủ đề chính của buổi livestream thứ hai ngày hôm nay của chương trình Văn Lang Q&A. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó chính là bí kíp học giỏi các ngành ngoại ngữ. Mình như tin chắc rằng là có rất nhiều bạn nữ đang rất là quan tâm đến nhóm ngành này, bởi tại Văn Lang thì cái ngành này có tỷ lệ học sinh nữ, sinh viên nữ theo học rất là cao. Để minh chứng điều này thì các bạn sinh viên có mong muốn trở thành sinh viên, tân sinh viên của các nhóm ngành ngoại ngữ thì hãy để lại một bình luận cho Mỹ Như được biết nha. Và không để các bạn đợi lâu nữa, hôm nay Mỹ Như xin trân trọng được giới thiệu một vị khách mời rất đặc biệt có mặt tại trường quay ngày hôm nay, đó chính là Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Diệp, Phó trưởng khoa nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Cô ơi, không biết là tối hôm nay cô đến với chương trình Văn Lang Q&A thì cô có những cảm xúc như thế nào, cô có thể chia sẻ với các bạn được không ạ? Xin kính chào tất cả các em học sinh đang xem chương trình và cả các quý vị phụ huynh nữa. Hiện tại thì mình ngồi đây thì cũng hơi hồi hộp, sẵn sàng trả lời những câu hỏi của các em và mong rằng sau buổi livestream ngày hôm nay các em sẽ trở thành những sinh viên, tân sinh viên của trường Đại học Văn Lang khóa 28. Dạ, em xin cảm ơn những lời chia sẻ của cô. Các bạn học sinh của Văn Lang ơi, nếu các bạn đang quan tâm đến các nhóm ngành ngôn ngữ như là ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung, ngôn ngữ Hàn và đồng phương học thì các bạn nhớ tập trung theo dõi livestream ngày hôm nay nha. Bởi vì khách mời của chúng ta đó chính là cô Diệp đến từ khoa ngoại ngữ sẽ chia sẻ cho các bạn rất là nhiều thông tin quý giá đó. Ngoài ra thì với format chương trình năm 2022 năm nay thì chúng ta có rất là nhiều sự thay đổi, đổi mới và dàn tư vấn của chúng ta cũng hùng hậu hơn rất nhiều so với năm ngoái. Đó chính là các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy từ khoa ngoại ngữ, khoa xã hội và nhân văn và viện ngôn ngữ. Đó chính là điểm mới của series Văn Lang Q&A năm nay. Chúng ta cùng chào đón bạn tư vấn online nhé. Em xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Trương Hoàng Trung, Phó trưởng Bộ môn ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Em xin giới thiệu Thạc sĩ Đinh Huỳnh Mai Tú, giảng viên ngành ngôn ngữ Anh, chương trình đào tạo đặc biệt. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương, giảng viên chuyên ngành Hàn Quốc học, ngành đông phương học, khoa xã hội và nhân văn. Tiến sĩ Phạm Đình Tiến, giảng viên chuyên ngành Trung Quốc học, ngành đông phương học, khoa xã hội và nhân văn. Thạc sĩ Nguyễn Đoàn Quang Anh, giảng viên chuyên ngành Nhật Bản học, ngành Đông Phương học, khoa xã hội và nhân văn. Cùng Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thùy Linh, giảng viên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, viện ngôn ngữ Văn Lang. Em xin chào các thầy cô ạ. Các bạn học sinh đang theo dõi livestream, các bạn hãy để lại một lời chào đến các tư vấn viên online ngày hôm nay nhé. Mỹ Như xin giới thiệu đến các bạn, đó chính là các thầy cô đến từ đủ 4 nhóm ngành ngoại ngữ của trường Đại học Văn Lang. Em xin mời các thầy cô có thể gửi một lời chào đến các bạn đang theo dõi livestream bằng ngôn ngữ mà mình đang giảng dạy được không ạ? Em xin đầu tiên em xin kính mời thầy Trung ạ. Dạ thầy Trung ơi. Chúng ta đang và sang hảo. Quan điểm thì mình là tao vẫn là ta sẽ. Xin quan trang xin thầy đi nhé. Thế thì chẳng quản thì mình là lão sư. Xin chào tất cả. Dạ các thầy cô ơi, các thầy cô còn lại có thể gửi lời chào đến các bạn học sinh đang theo dõi livestream được không ạ? Học sinh là thật hảo. Cái thầy cô rất là nhiều ạ. Và dù kết nối online nhưng mà em nghĩ đây cũng không là trở ngại để chúng ta có thể gần nhau hơn và cung cấp những thông tin đến cho các bạn học sinh đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Thầy cô chắc chắn sẽ trả lời và giải đáp nhiệt tình tất cả các câu hỏi của các bạn. Nên nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp về nhóm ngành ngôn ngữ thì hãy để lại bình luận dưới phần livestream cho các thầy cô nhé. Và không để các bạn đợi lâu nữa, đến với câu hỏi đầu tiên ngay
lập tức luôn. Em xin được phép hỏi các thầy cô một câu hỏi chung mà bao nhiêu mùa tuyển sinh vừa qua thì các bạn hỏi rất nhiều, và đó cũng chính là chủ đề ngày hôm nay: bí kíp học giỏi các ngành ngoại ngữ. Có phải là học sinh giỏi tiếng Anh điểm số cao thì mới phù hợp với các nhóm ngành đại ngoại ngữ ở bậc đại học hay không? Và với tiếng Anh ở bậc phổ thông thì có khác gì so với ngành ngôn ngữ Anh ở đại học? Em xin mời cô Dì có thể giải quyết vấn đề lớn này cho các bạn học sinh đang theo dõi livestream mà em xin kính mời cô. Rồi, cảm ơn em. Thì về cái vấn đề mà bạn giỏi tiếng Anh, bạn có một cái nền tảng như trước đây á, thì phải nói đó là một lợi thế. Và khi nếu các bạn học tiếp tục thì các bạn sẽ trở nên là thành thạo hơn và giỏi hơn trong tương lai. Còn đối với những bạn mà không có cái khởi đầu tốt thì các bạn vẫn có thể đạt được điều mình mong muốn. Tại vì theo cô nghĩ về cái việc mà học ngôn ngữ là một cái quá trình bền bỉ và lâu dài. Nếu như bạn cái khởi đầu bạn không được như những người khác thì bạn phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để mà đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Cho nên là cô nghĩ là các bạn có thể tiếp tục theo đuổi cái ước mơ của mình. Còn cái việc mà chúng ta học ở trường phổ thông với lại cái trường đại học á, thì cái chương trình nó khác nhau như thế nào? Thì cô thấy là ở trường phổ thông thì người ta thường tập trung vào những cái môn như là đọc hay là ngôn ngữ Pháp, chưa được rèn luyện kỹ về những cái môn nghe hay là môn nói. Thì ở bậc đại học thì các bạn sẽ được rèn luyện kỹ hơn với 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Ngoài ra còn được học chuyên ngành, được học về văn hóa xã hội, văn minh các nước mà nói tiếng Anh như là Anh, Mỹ, và các bạn còn học được cái chuyên ngành mà mình yêu thích nữa. Cho nên là đó là những cái mà các bạn có thể thấy được sự khác biệt. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của cô. Và các bạn đừng quá lo lắng nhé, vì ngoại ngữ là một chặng đường dài mà tất cả chúng ta đều phải dành sự nỗ lực mới đạt được đến thành công. Bên cạnh tiếng Anh thì còn tiếng Trung và tiếng Hàn cũng như tiếng Nhật cũng là cái ngoại ngữ đang được các bạn học sinh dành một sự quan tâm rất lớn và đang rất hứng thú với những ngành học này. Vậy bí kíp để theo học những ngành ngoại ngữ mới nữa ở thời phổ thông, tiếng Anh các bạn đã xuất phát điểm là tiếng Anh, thì không biết là những ngôn ngữ như thế này, những ngôn ngữ mới thì các bạn sẽ bắt đầu như thế nào? Em xin mời những thầy cô có thể chia sẻ tư vấn cho các bạn. Và đầu tiên thì em xin mời thầy Quang Anh ạ, giảng viên chuyên ngành Nhật Bản học thuộc ngành Đông Phương học, có thể chia sẻ đến các bạn học sinh đang theo dõi livestream ạ. Em xin trân trọng kính mời thầy. Khi nãy thì định mực viết lên để mà chào cái câu tiếng Nhật của mình, tự nhiên mà bộ không có kịp. Thì bây giờ mình chắc là mình xin nói là một cái câu tiếng Nhật để cho những bạn nào mà đang muốn thú với người bạn thì các bạn có thể tặng những phong bài với mình đăng ký cái một cái phòng của trường đại học Đông Nam nhé. Thì đây là え、ご関連の皆様、学生の皆様、こんばんは。え、この辺での日本学科の先生方、一同大学の学生、特に大学卒業式やってます。え、私は、ウィンボン学科の東島、え、現在、え、この辺で組み手、日本語講師として資料を、ま、ぜひとも、メンバーをとして、皆さんが、ま、日本語を、勉強の力を、ご協力いただけたらければ、と思います。え、本日よろしくお願いいたします。 xin kính chào quý học sinh, quý thầy cô và tất cả các em học sinh đang xem livestream trên tiktok trên màn hình nhỏ. Thì tôi xin đại diện quý thầy cô của bộ môn Nhật Bản học của Nhật Bản Online thì xin gửi lời chào đến quý vị và tôi là Nguyễn Đồng Anh, thì hiện tại là giảng viên của bộ môn Nhật Bản Online. Thì hy vọng rằng thì thông qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì các bạn có thể hình dung ra được cái hình ảnh chung về cái việc học tiếng Nhật. Và rất mong thì những cái chia sẻ của sẽ đến với các em học sinh trong cái buổi ngày hôm nay. Và với cái câu hỏi của bạn thì mình xin trả lời như sau. Thì hôm nay thì thầy muốn chia sẻ cho các bạn đôi điều về cái kinh nghiệm học tiếng Nhật. Thì cá nhân thầy thì tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã 10 năm học và gắn bó với người rồi. Thì tất nhiên thì so với nhiều thế hệ thầy cô đàn anh đàn chị trước thì thời gian đó thì cũng chưa hẳn là quá dài, nhưng mà có vẻ thì so với các bạn những cái thế hệ đi sau trẻ tuổi hơn thì nó cũng là cái khoảng thời gian có thể là cũng đủ dài
dài để mà thầy có thể chia sẻ kinh nghiệm nào đó đi trước với các bạn, chia sẻ một kinh nghiệm nào đó đi trước với các bạn và chia sẻ với các bạn. Và điều đầu tiên thì thầy muốn chia sẻ với các bạn đó là trong cái quá trình thầy học tập và giảng dạy thì thầy thấy cái việc học ngoại ngữ và thầy tâm đắc nhất đó là cái câu là đừng ngừng quá vội việc và cũng không nên ngừng nghỉ. Tức là lúc học thì chúng ta đừng có đặt cho mình một cái mục tiêu nó quá lớn, nó quá nặng nề. Ví dụ như mỗi ngày thì chúng ta phải cố gắng phải nhớ 50 mẫu ngữ pháp hay là 500 từ vựng hay là 100 chữ Hán. Thì khi mà mình đạt được mình sẽ tự tạo được cái vốn kiến thức, như vậy thì mình không thể duy trì lâu được. Vì vậy mà học tiếng Nhật thì mình nghĩ là chúng ta không có nên vội, và giống như cái câu này thì mới nói ở trên đó là chúng ta cũng không có nên ngừng nghỉ. Tức là thầy nghĩ không chỉ là tiếng Nhật đâu mà tất cả những cái ngoại ngữ khác thì cái việc mà không ngừng nghỉ nó cực kỳ là quan trọng. Và chúng ta cứ xem là sự học ấy, nó giống như là chúng ta đang đi trên một cái con nước nó ngược dòng vậy. Mình không cố gắng, mình chèo, mình lắng về phía trước ấy, thì áp mình sẽ thụt lùi lại. Kiểu như là mình không tiến thì áp sẽ lùi lại. Do đó là khi mà mình đặt ra cái mục tiêu, có dù mình cũng đặt cái mục tiêu nhỏ thôi. Ví dụ như mỗi ngày mình học 5 mẫu ngữ pháp, càng là 5 chữ Hán, càng là 20 từ vựng chẳng hạn. Tuy nhiên thì nếu mà ngày nào cũng vậy, mình duy trì như thế thì dần dần mình sẽ tích tiểu thành đại. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải duy trì nó thường xuyên và liên tục. Và cái điều thứ hai thì thầy muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta học mỗi lúc mỗi nơi. Và các bạn cũng không có nên suy nghĩ rằng là chúng ta phải học trên lớp, trên thư viện mới gọi là cái đó là học thực sự. Mà mình hãy xem vào mọi thời điểm này, hay là cái địa điểm này, hay là cái không gian nào đó thì mình có thể học được. Ví dụ như chúng ta có thể học qua phim ảnh nè, qua những cái bài hát. Và ngày xưa thì thầy đã dùng rất là nhiều cách. Lúc mà thầy ở những thì thầy đi tàu hay đi làm ấy, thì gặp phải những cái từ vựng nè, hay là những cái biển báo thì thầy đều giải mã nó và tra xem nó có ý nghĩa gì. Hoặc là các bạn cầm một cái hộp thuốc của người bán đó, các bạn sẽ thấy những cái thành phần nè, những cái công dụng của nó, thì biết bao nhiêu là cái từ vựng chuyên ngành ở trên đó luôn, thì các bạn có thể học tập ở trên đó. Và lúc mà thầy học ở bên Việt Nam thì khi ấy thì cái việc mà tiếp xúc với người Nhật ấy, thì thực sự là khi ấy thì nó hiếm, nó không đúng như bây giờ của chúng ta. Thì khi ấy thì thực sự không có môi trường để mà luyện tập tiếng Nhật đâu. Vì vậy mà thầy tự tạo cho mình để mà luyện tập. Ví dụ như mình nói ra một cái câu tiếng Việt hay là một cái từ tiếng Việt rồi mình thử là chuyển sang tiếng Nhật, kiểu như là cái câu này nhớ tiếng Nhật nó là sao ta. Cái từ nào mà mình không nhớ, mình đã học rồi mình không nhớ, hoặc là mình chưa học thì mình có thể mình tra thêm, mình tra để mình biết thêm. Và khi mà mình tra những cái mình tra trên từ điển thì lúc ấy sẽ có nhiều cái từ mới xuất hiện thì các bạn có thể học trên đó rồi. Và khi mà thầy có nhận rồi thì khi ấy là trình độ của mình cũng khá lên rồi. Thì quan vẫn thì thầy cũng là cái người cũng hơi gượng ghè, cũng không có tiếp xúc nhiều á, thì lúc đó mình cũng phải tự mình luyện tập hội hội nữa. Ví dụ như là ở trong cái ký túc xá như vậy á, thì mình tự mình không thể hai vai, một vai mình là đóng là MC, một vai mình đóng là khách mời, xong mình tự làm một cái chủ đề nào đó cho cái buổi hôm đó kiểu như vậy. Xong rồi mình tự đặt câu hỏi rồi xong rồi mình tự trả lời. Và dĩ nhiên là chúng ta phải ghi âm lại nhé, để mà kết thúc rồi xong mình xem mình sai ở đâu, mình phát âm như thế nào, coi là mình đã phát âm đúng chưa. Mình nghe thì có vẻ mình thấy hơi cực kỳ là bình thường đúng không, nhưng mà cái đó là mình tập, đó là mình tự tập một mình đúng không, mình đâu có sợ gì đâu nè. Và cái điều quan trọng là chúng ta ngoại ngữ là chúng ta phải tranh lì. Tức là tranh lì tức là mình nói sai mình cũng đừng phải nói, mình nói mà bạn mình chê cười thì mình cũng phải nói. Và học tiếng Nhật đó thì thực sự là nó cũng rất là khó. Và ví dụ như tiếng Việt của mình này, tiếng Việt của mình là tôi ăn cơm, tức là chủ ngữ xong rồi động từ, thân ngữ đúng không? Nhưng mà tiếng Nhật thì nó lại ngược lại, tức là chủ ngữ xong rồi thân ngữ với động từ. Vậy thời đó giờ bộ não của chúng ta cứ làm động theo cái kiểu tiếng Việt rồi, nên khi mà nói tiếng Nhật chỉ khi mà chúng ta cần phải thời gian chúng ta sắp xếp các từ, các cấu trúc lại để cho nó đúng đúng không? Và những cái câu nãy, cái câu nãy ví dụ ở trên thì đó là một cái câu rất là ngắn thôi, nhưng
Nhưng mà trường hợp mình nói cái câu dài ấy, thì đòi hỏi sắp xếp nó càng phải khó nữa. Do đó là người nào mà luyện tập nhiều để nó quen rồi ấy, thì dần dần á, người nào sắp xếp nhanh đó thì người ta sẽ nói được nhanh. Và dĩ nhiên thì nó đòi hỏi một tập một cái quá trình luyện tập không ngừng nghỉ và không có bỏ cuộc. Và tuy nhiên thì như nãy thì nói chúng ta không có quá vội. Và song song đó thì chúng ta cũng nên học mỗi lúc mỗi nơi, và chúng ta đừng có bỏ ép bản thân vào một cái khuôn khổ học tập nào đó, mà chúng ta hãy thử tất cả những cái phương pháp để xem coi là mình hợp với phương pháp nào. Bởi có thể phương pháp này nó hợp với người này nhưng mà có thể không có hợp với các bạn đó. Và thầy xin chúc các bạn học tốt nhé. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ rất quý báu của thầy. Và tiếp theo thì em xin mời cô Thị Linh, giảng viên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, có thể giải đáp tiếp thắc mắc cho các bạn ạ. Xin chào tất cả các em và các vị phụ huynh. Lúc nãy thì mình cũng định giới thiệu bằng tiếng Hàn nhưng mà do là thời gian không cho phép cho nên là bây giờ mình sẽ giới thiệu ngắn gọn thôi ha. 안녕하세요. 저는 린이라고 합니다. 현재 방란 대학교 언어 교육원 한국어 학과 강사입니다. 앞으로 방란 대학교에서 또 만나요. 네. 쿠 giới thiệu với các em, cô là Thị Linh và là giảng viên của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, viện ngôn ngữ Văn Lang, trường đại học Văn Lang, và rất là mong là sau này sẽ được gặp các em ở giảng đường của trường đại học Văn Lang ha. Như lúc nãy thì chúng ta có một cái câu hỏi là ở trường phổ thông thì mình chưa có học tiếng Hàn đó, thì khi mà mình lên trên đại học thì mình sẽ học tiếng Hàn như thế nào và nó có khó hay không? Thì đối với trường đại học Văn Lang, ở cả ngành ngôn ngữ Hàn Quốc và ngành Hàn Quốc học thì chúng ta đều sẽ được học tiếng Hàn ở từ vỡ lòng. Tức là chúng ta sẽ được học từ những chữ cái đầu tiên và sau đó chúng ta sẽ nâng cấp dần qua các năm, và đến năm thứ tư thì chúng ta sẽ đạt được trình độ trung cao cấp tùy theo cái năng lực của các em. Cái mục tiêu hướng tới của chúng ta sẽ là nếu như mà để hỏi là cái tiếng Hàn nó có khó hay không thì giống như thầy Văn Anh chia sẻ lúc nãy thì tiếng Hàn nó cũng sẽ có cái ngữ pháp ngược đối với lại tiếng Việt của chúng ta. Nhưng mà thật ra cho dù là ngược hay là nó có khó đến mức nào đi chăng nữa, nếu như mà chúng ta cố gắng chúng ta cứ tưởng tượng như mình là một cái con kiến ấy, và mỗi ngày mình tha một cái ít mồi mình đem về cái tổ của mình để cho cái tổ của mình nó trở nên nó dồi dào hơn, nó phong phú hơn, thì như thế cái kiến thức của mình cũng như vậy. Chúng ta tha từng ngày và đến năm thứ tư khi chúng ta chuẩn bị ra trường thì chúng ta sẽ có được một cái ổ đầy những cái kiến thức để chúng ta có thể ra trường làm việc ở những cái công ty cơ quan, hoặc là chúng ta có thể học cao hơn, hoặc là chúng ta có những cái dự định liên quan đến bản thân mà nó có sử dụng tiếng Hàn ở trong đó. Và như là cô đã chia sẻ lúc đầu, trong quá trình chúng ta học thì chúng ta bắt đầu từ vỡ lòng và chúng ta sẽ dần dần chúng ta học lên. Và nếu như chúng ta có đam mê thì chúng ta sẽ học được thôi. Các em phải cảm thấy yêu thương nó, phải đam mê với nó, và chúng ta sẽ có những cái mục tiêu cụ thể. Như thầy Văn Anh nói lúc nãy là chúng ta chỉ đặt những cái mục tiêu nhỏ thôi, nhưng mà phải cụ thể, và chúng ta sẽ dần dần chúng ta đạt được những mục tiêu đó để chúng ta có một cái mục tiêu lớn hơn. Và cô nghĩ rằng là nếu như chúng đam mê K-pop này, chúng ta yêu văn hóa Hàn Quốc này, chúng ta có các oppa này, chúng ta có các idol, thì khi mà chúng ta vào thì chúng ta học tiếng Hàn nó không phải là một cái trở ngại. Chúng ta có phim, chúng ta có nhạc, chúng ta có các game show, chúng ta có nhiều người Hàn Quốc đang làm việc và học tập tại Việt Nam, cho nên là chúng ta sẽ có được cái cơ hội để trò chuyện với họ, để làm quen với họ, kết bạn với họ, làm việc với họ, và như thế thì cái việc học tiếng Hàn của chúng ta sẽ không có khó nữa. Tôi hy vọng rằng là cái câu trả lời này nó đã giải đáp được cái thắc mắc phần nào về cái việc học tiếng Hàn ở trường đại học Văn Lang ha. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của cô đến với các bạn học sinh. Và ngay lúc này đây thì em nhận được rất là nhiều câu hỏi đến từ các bạn học sinh đang theo dõi livestream. Nhưng với chủ đề chính của ngày hôm nay là bí kíp học giỏi các ngành ngoại ngữ, thì em có một câu hỏi đến cho cô Diệp, cũng như là mong cô có thể giải đáp là có bí kíp nào để học giỏi các những ngành ngoại ngữ không ạ? Theo cô nghĩ thì cái bí kíp nó rất là đơn giản thôi, đó là siêng năng và cần cù chăm chỉ thôi. Tại vì học ngoại ngữ, nếu như mà chúng ta không luyện tập mỗi ngày thì nó sẽ quên ngay. Chỉ cần bạn bỏ một tháng thôi là bạn sẽ quên ngay những chữ cái đầu tiên mà mình đã học. Cho nên là chỉ có sự kiên trì, bền bỉ thì bạn mới có thể đạt được thành thạo một ngoại ngữ nào đó. Dạ, đâu và đó là những cái chia sẻ rất là ngắn gọn nhưng mà cực kỳ xúc tích của cô, rất dễ hiểu và dễ áp dụng đối với các bạn học sinh trong thời điểm hiện tại. Và không với chưa đến với chủ đề chính của ngày hôm nay, đó chính là Văn Lang Q&A, thì chúng ta hãy đến với phần trả lời câu hỏi cũng như là giải đáp thắc mắc của các bạn học sinh đang để lại rất nhiều dưới phần bình luận. Và em nhận được câu hỏi đầu tiên, em xin nhờ cô Mai Tú có thể giải đáp giùm các bạn nhé. Đây là câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Tấn Phát.
Em học không giỏi tiếng Anh có thể theo ngành ngôn ngữ Anh hay không ạ? Và theo ngoài tiếng Anh thì sinh viên còn được học những ngôn ngữ gì khác? Em xin nhờ cô Tú có thể giải đáp giúp bạn Nguyễn Tấn Phát ạ. Xin chào bạn Nguyễn Tấn Phát cùng với lại những bạn học sinh khác và cùng với lại các bậc phụ huynh đang theo dõi chương trình. Thì lúc nãy mình chưa có được dịp giới thiệu qua tiếng Anh, bây giờ mình sẽ có một câu chào bằng tiếng Anh. So hello guys, my name is Michael and I'm a lecturer at Tamai University. And so welcome. Yeah, I do like to see you. So most of you back now in the future at Tamai University. Đối với cái câu trả lời này thì không học không giỏi tiếng Anh có thể học theo chuyên ngành ngôn ngữ Anh được hay không, thì câu trả lời chắc chắn luôn là có, bởi vì xuất phát điểm của chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng xuất phát điểm trên điểm 10 cả, chúng ta cũng xuất phát từ căn điểm bất thành điểm không. Và như các thầy cô ở ngôn ngữ hàng đã chia sẻ thì các bạn cũng thấy rằng là chúng ta đều cũng phải là có cái sự tích lũy về kiến thức. Cho nên thật ra một cái điểm muốn chút mà cũng muốn trả lời với các bạn ở trong việc là bạn cho rằng mình đang xuất phát điểm mà không giỏi tiếng Anh á, thì khi mà bạn vào môi trường đại học, bạn sẽ có cơ hội để được yêu thích nó, để thấy được vẻ đẹp của ngôn ngữ Anh và với những cái ngôn ngữ khác mà bạn thấy hứng thú. Và với cái điều mà bạn thấy được vẻ đẹp đó thì lúc đó là bạn sẽ tự biết được nuôi dưỡng được cái tình yêu đối với cái ngôn ngữ mà bạn đã chọn. Và ngoài tiếng Anh thì sinh viên có được học thêm ngoại ngữ gì khác không? Thì chắc chắn là ở trong chương trình đào tạo của ngành của khoa ngoại ngữ là bạn sẽ được học ngôn ngữ phụ, là bạn có thể chọn ngành Hàn Quốc, bạn có thể chọn ngành Hàn Quốc hoặc là ngành tiếng Nhật hoặc là ngành tiếng Trung. Thì những cái ngôn ngữ này bạn sẽ thấy là nó đều là những ngôn ngữ tự hình. Như vậy thì song song với lại cái ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ chữ tiếng Latin thì bạn có học thêm một ngôn ngữ tự hình nữa. Và như vậy thì nó sẽ rất là tốt trong việc mà hiệu quả, trong việc mà phát triển những cái tư duy và ngôn ngữ của các bạn. Thì đó là câu trả lời của cô cho bạn Nguyễn Tấn Phát. Dạ, em xin cảm ơn phần giải đáp của cô Tú. Mong rằng thì bạn Tấn Phát có được những thông tin cần thiết và giải đáp được thắc mắc của bạn nha. Và để câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Mina. Em xin nhờ cô Hương đến từ ngành Đông Phương Học cũng như cô Thị Linh thuộc ngành ngôn ngữ Hàn Quốc có thể giải đáp giúp bạn câu hỏi sau ạ. Theo em được biết thì khi học cái ngành tiếng Hàn ở bậc đại học thì trong quá trình học có cả tiếng Anh và cả tiếng Hàn. Nếu tiếng Anh mình không giỏi thì bên trường sẽ đào tạo như thế nào ạ? Và khi ra trường thì bằng tiếng Anh, tiếng Hàn của em ở mức độ nào? Và còn một câu hỏi nữa đến từ bạn Ánh Vũ. Hàn Quốc học và ngôn ngữ Hàn có gì khác nhau không ạ? Em xin mời hai cô có thể giải đáp thắc mắc về nhóm ngành về chuyên ngành Hàn Quốc học thuộc ngành Đông Phương học cũng như là ngành ngôn ngữ Hàn Quốc cho bạn được rõ hơn ạ. Xin chào bạn Như Nguyễn, thì trước bạn Mina, cô xin lỗi, xin chào bạn Mina. Thì trước tiên là cô trả lời cái câu hỏi về việc là trong quá trình học ngành ngôn ngữ Hàn thì mình có cả tiếng Anh và tiếng Hàn. Và nếu như tiếng Anh mình không giỏi thì trường sẽ đào tạo như thế nào, và mình trình độ của mình khi ra trường thì nó sẽ ở mức độ nào? Thì trả lời từng câu trước ha. Trong chương trình đào tạo của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc thì chúng ta sẽ có 4 học phần tiếng Anh. Tiếng Anh 1, 2, 3, 4. Và khác với lại các ngành đào tạo khác thì thường là các ngành đào tạo khác sẽ có một cái chương trình tiếng Anh đại trà của toàn trường và chúng ta sẽ học từ 1 đến 6. Thì ngành ngôn ngữ Hàn Quốc sẽ tích hợp cái học phần tiếng Anh vào trong cái chương trình đào tạo, tức là các em sẽ bắt buộc phải học học phần tiếng Anh từ 1 đến 4. Và cái 1 đến mặc dù chỉ có 4 học phần nhưng mà chúng ta sẽ bằng với lại cái trình độ của các bạn học cái chương trình tiếng Anh của trường. Tức là khi mà chúng ta đầu ra thì chúng ta sẽ đạt được là IELTS 6.0 bằng với lại các bạn khác. Và một cái câu hỏi là mình không giỏi tiếng Anh thì trường sẽ đào tạo như thế nào? Thì đa phần thì các bạn những một số, tức là khi mà chúng ta vào trường thì sẽ có một số bạn rất là giỏi, nhưng một số bạn thì chúng ta cũng sẽ học những cái chương trình phổ thông, tiếng Anh phổ thông bình thường, thì các bạn không có quá xuất sắc. Nhưng mà mình cũng không lo, tiếng Anh thì cũng như tiếng Hàn, chúng ta sẽ đào tạo tùy theo cái trình độ của các em. Tức là các em sẽ được kiểm tra đầu vào, và tùy theo cái đầu vào của mình mà các em sẽ được xếp ở cái lớp nào cho nó hợp lý, nó phù hợp với cái trình độ của mình. Nếu mình thấp hơn thì mình sẽ được học lớp thấp hơn, mình giỏi hơn thì mình sẽ được học lớp cao hơn. Cho nên chúng ta cũng sẽ không có lo lắng gì hết. Và cái việc mà chúng ta tốt nghiệp với cái IELTS 6.0 nó sẽ tương ứng với lại các công dân thế kỷ 21 toàn cầu á, cho nên mình không cần lo trong việc là mình phải tích lũy tiếng Anh như thế nào ha, bởi vì trong chương trình học đã có rồi. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của cô. Và về phần giải đáp câu hỏi tiếp theo thì em cũng xin mời cô Hương có thể giải đáp rõ hơn cho các bạn được biết ạ.
Hi, alo, cô chào bạn Mina. Thì cô xin bổ sung cái ý kiến của cô Thị Linh ha. Thì ngành Đông Phương á, về đối với cái ngành Đông Phương học của Đại học Văn Lang á, thì đã chia là ba chương ngành là Hàn Quốc học, Trung Quốc học, Nhật Bản học. Trong cái chương trình đào tạo thì đào tạo ra con người có cái kiến thức về khu vực học, đất nước và con người, có kỹ năng phân tích, tư duy phương, có kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, khả năng học tập suốt đời, và cũng được đào tạo bốn cái kỹ năng nghe nói đọc và đọc viết tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung rồi, thì đủ để các bạn có thể làm việc tại các cái cơ quan, ban ngành, công ty có liên quan đến Nhật, Hàn, Trung rồi. Tuy nhiên, nếu các bạn còn sức lực, còn cái khả năng, năng lượng tràn trề, thì các bạn có thể học thêm một ngoại ngữ khác. Vì biết nhiều thì có bao giờ là thừa đâu. Và thì cái lúc đó thì cái cơ hội việc làm của các bạn sẽ rộng lớn và bao la hơn. Còn về cái phần là trường đại học Văn Lang á, trường đại học Văn Lang thì khác với các trường đại học khác, đó là có chuyên ngành Đông Phương Hàn Quốc học và cái chuyên ngành ngôn ngữ Hàn. Vì sự khác biệt giữa cái mã ngành học nên cái nội dung đào tạo sẽ có một cái số điểm khác nhau. Nếu mà trường hợp bạn chọn cái chuyên ngành ngôn ngữ Hàn thì các bạn được đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ và theo hai định hướng, đó là biên phiên dịch và giảng dạy tiếng Hàn. Còn trường hợp chọn chuyên ngành Đông Phương Hàn Quốc học thì các bạn được đào tạo chuyên sâu về khu vực học, tìm hiểu về Hàn Quốc, đất nước và con người, đi chuyên sâu về kinh tế, chính trị, lịch sử, địa lý, văn hóa. Bên cạnh đó thì các bạn cũng được đào tạo về tiếng Hàn, được đào tạo 4 cái kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đủ để các bạn có thể làm việc tại các cơ quan, ban ngành, công ty có liên quan đến Hàn Quốc với nhiều cái vai trò khác nhau, như là nhân viên văn phòng, nhân viên marketing, nhân viên xuất nhập khẩu, hoặc là trợ lý giám đốc, rồi làm việc tại phòng nhân sự, phòng chiến lược của công ty vân vân. Thì và làm việc với Hàn Quốc nhiều thì sau này thì bạn cũng có thể làm thông dịch. Chia sẻ xíu về cô ha. Hồi đại học thì cô học chuyên ngành đại học chuyên ngành Đông Phương Hàn Quốc học. Hồi xưa khi mới tốt nghiệp ra trường thì cô làm việc tại công ty Hàn Quốc. Công ty này ở khu công nghiệp Nhân Trạch, Đồng Nai. Không biết là có bạn nào đang theo dõi ở đây đang sống ở Long Thành, Nhân Trạch, Đồng Nai không ạ? Lúc đó thì cô làm việc với cái vai trò là trưởng phòng nhân sự. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Đông Phương Hàn Quốc học nhưng mà cô lại làm trưởng phòng nhân sự. Còn khi học thạc sĩ thì cô học ở Hàn Quốc học. Sau này nếu có duyên gặp lại các bạn tại chuyên ngành Đông Phương Hàn Quốc học Hà Văn Lan thì cô sẽ có dịp thì cô sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình khi làm việc tại công ty Hàn Quốc để các bạn được hình dung ra được đó là cơ cấu tổ chức thì các cái khâu bộ phận trong công ty cũng như là cái công việc mà mình phải làm là gì và cái đối nhân xử thế trong công ty như thế nào. Cô cảm ơn. Giải đáp thắc mắc rất là nhiệt tình từ hai cô, mong rằng những giải đáp vừa rồi có thể gỡ rối cho các bạn học sinh về chuyên ngành Hàn Quốc học của ngành Đông Phương cũng như là ngành ngôn ngữ Hàn. Và để tiếp nối chương trình thì ở đây em nhận được rất nhiều câu hỏi và một câu hỏi mà cái vấn đề các bạn cũng đang rất là quan tâm từ bạn Dung Nguyễn, giữa ngôn ngữ Trung với Trung Quốc học thì em học cái nào có tính ứng dụng hơn ạ? Em xin hỏi thầy Hoàng Trung đến từ ngành ngôn ngữ Trung cũng như là thầy Đình Tiến đến từ ngành Đông Phương học ạ. Chào, xin chào các bạn phụ huynh và các bạn thí sinh. Thì thầy phụ trách về cái ngành chuyên ngành ngôn ngữ Trung thì thầy xin nói trước về cái ngành ngôn ngữ Trung và cái định hướng của ngành ngôn ngữ Trung. Ngành ngôn ngữ Trung thì khi các bạn vào học trước đây thì các bạn không có nền tảng về ngôn ngữ Trung, các bạn không cần phải lo lắng. Khi các bạn vào học thì các bạn sẽ được đào tạo từ mức độ sơ cấp lỡ lòng, học từ những nét chữ đầu tiên, từ cái phát âm đầu tiên ở trình độ sơ cấp. Sau đó
hầu như là trong 2 năm đầu các bạn sẽ dành thời gian để học về các kỹ năng của tiếng Trung như là nghe, nói, đọc, viết, đạt từ trình độ sơ cấp cho đến trung cấp. Tiếp theo sau đó các bạn sẽ học một số các cái môn cơ sở ngành, thì chúng ta sẽ học về địa lý, lịch sử, văn học, xã hội của mình để chúng ta có thể hiểu thêm về cái đất nước Trung Quốc. Tiếp theo khi chúng ta đi vào cái chuyên sâu định hướng thì chúng ta sẽ có hai cái định hướng, đó là một là tiếng Trung thương mại và trung tâm thương mại dành cho các bạn có cái nền tảng tiếng Anh tốt. Thì định hướng của ngôn ngữ Trung thì các nó mang cái tính ứng dụng rất là cao. Các bạn sẽ sau khi đã có cái nền tảng tiếng Trung tốt thì các bạn sẽ được học về cái mảng tiếng Trung thương mại. Tiếng Trung thương mại thì nó sẽ giúp ích cho các bạn tiếp xúc và học tập với những cái ngữ cảnh, sử dụng những cái từ ngữ cảnh để các bạn sau này phục vụ cho các bạn cái công việc là các cái công ty, cơ quan, các cái doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp với Trung Quốc. Ngoài ra trong tương lai thì ngành ngôn ngữ Trung cũng sẽ phát triển về cái hướng là giảng dạy tiếng Trung, giảng dạy tiếng Trung và tiếng Trung du lịch cũng như là phiên dịch. Đó, thì cái định hướng của cái ngành ngôn ngữ Trung đó là như vậy. Đó, khi nó sẽ thiên về cái hướng là thương mại, giúp các bạn có cái một cái nền tảng tốt để các bạn có thể làm trong các cái doanh nghiệp, cơ quan của Trung Quốc và tìm kiếm giới thiệu là ngành Đông Phương học Trung Quốc học. Cảm ơn thầy Trung ạ. Đầu tiên là thầy xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi cuộc livestream của trường đại học Văn Lang ngày hôm nay. Thầy xin giới thiệu, thầy tên là Phạm Đình Tiến, thầy là giảng viên của ngành Đông Phương học và chuyên ngành là Trung Quốc học. Thì đối với câu hỏi của bạn Nhu thì thầy về tính ứng dụng của ngành Trung Quốc học và ngành ngôn ngữ Trung, ngành học cao hơn, thì câu này thật sự là rất khó trả lời. Tại vì chúng ta thầy xin phép là giới thiệu một chút về cái nội dung ngành học của Trung Quốc học để giúp các bạn có thể phân biệt được cái ngành Trung học và ngành ngôn ngữ Trung học khác nhau thế nào, từ đó các bạn căn cứ vào cái đam mê của mình để mình chọn cái chuyên ngành phù hợp trong cuộc hành đại học. Thì về cái ngành Trung Quốc học, cái nội dung học chính của chúng ta, chúng ta sẽ tập trung học về thì nó rất đơn giản, chúng ta sẽ học về tất cả những cái gì về liên quan đến Trung Quốc, ví dụ như là cái kinh tế, chính trị, lịch sử, địa lý, văn hóa, con người, vân vân và vân vân. Nói chung đất nước trên đất nước Trung Quốc có cái gì thì các bạn có cái cơ hội để được tiếp cận những kiến thức về đất nước Trung Quốc. Đó chính là cái nội dung mà cái ngành học Trung Quốc học sẽ về mặt kiến thức sẽ dạy cho các bạn. Song song đó thì các bạn vẫn sẽ được học được cái thêm một cái ngoại ngữ, đó là tiếng Trung Quốc. Thì mục đích của việc học ngoại ngữ này là chúng ta có cái chúng ta xem nó như cái công cụ để mình có thể tự đi tìm hiểu về đất nước Trung Quốc thông qua những cái tài liệu, thông qua báo đài, thông qua những cái kênh truyền thông, vân vân, tất cả mọi cái phương diện như vậy. Thì đó là về anh đã cho các bạn cũng phân biệt là học ở bên Trung Quốc học thì tiếng Trung nó như một ngoại ngữ phục vụ ngược lại cho cái việc tìm hiểu về đất nước Trung Quốc. Còn ngành ngôn ngữ Trung thì sẽ chuyên sâu về phục vụ hơn. Và sau khi 4 năm học, từ khoảng 3 năm đến 4 năm học, sau khi hoàn thành xong cái chương trình đại học đó, thì các bạn sẽ có thứ nhất là một kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực của đất nước Trung Quốc, về con người Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc, vân vân. Và về kỹ năng ngôn ngữ thì các bạn sẽ thành thục được 4 kỹ năng nghe, đọc, viết. Và cái chuẩn đầu ra về tiếng Trung của ngành Trung Quốc học thì tối thiểu các bạn phải đạt được ASK4 đến ASK5. Và các bạn sẽ được thêm những kỹ năng về đi phiên dịch cũng như những nghiệp vụ du lịch, nghiệp vụ thương mại, vân vân, để phục vụ cho chúng ta có đủ kỹ năng để khi ra trường chúng ta sẽ bước vào làm việc. Thì một cái đặc điểm của ngành không chỉ ngành Trung Quốc học mà cả Nhật Bản học và Hàn Quốc học nữa, là đối với ba cái chuyên ngành này, các chương trình liên kết với nước ngoài rất nhiều. Và khi các bạn đăng ký vào ngành Đông Phương học, cho dù là chọn Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì chúng ta đều có cơ hội đi du học ở nước ngoài.
Ví dụ ngành là thầy xin nói về ngành Trung Quốc học thì hy vọng giúp đỡ cô Phương Hương và thầy Quang Anh hãy chia sẻ thêm về cái trường Trung học của ngành hàng học và ngành của bạn học. Thì ngành Trung học đến năm 3 các bạn sẽ được nếu mà các bạn có nguyện vọng thì các bạn có thể đăng ký để chúng ta học ở bên một trường đại học bên Trung Quốc trong vòng 1 năm, có thể trao đổi một một. Thì đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta có cái cơ hội trực tiếp để theo để tập trải nghiệm cái nền cái văn hóa Trung Quốc, xem là con người đất nước Trung Quốc nó đã phát triển tới đâu rồi. Thì đó là một cái cơ hội rất là đáng quý. Thì cái mức chi phí đi học thì nó cũng là rất là hợp lý, thì thầy nghĩ là nó sẽ phù hợp với tất cả các bạn có nguyện vọng đi du học. Và ngoài cái chương trình du học và trao đổi một năm như vậy, thì song song đó trong những cái khi mà các bạn học ở Việt Nam, các bạn vẫn có cơ hội là trúng được những cái học bổng do bên trường đối tác đã ký kết với ngành công phương học và cung cấp để chúng ta có thể khóa học ngắn hạn vài tháng hoặc là định kỳ. Thì đó là những cái một những cái vấn đề cơ bản mà hãy chia sẻ với các bạn để các bạn có thể nắm được là khi mà bạn Trung Quốc học thì chúng ta học được cái gì và sau khi ra trường chúng ta có được cái gì. Hay là hy vọng câu trả lời này có thể giải tỏa được cái mắt của bạn Dương Nguyễn. Bạn có thể xem là cái sở thích của mình phù hợp với ngành học nào để mình chọn mà Trung Quốc học hay là ngôn ngữ chung. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của hai thầy. Em tin chắc rằng những chia giải đáp này đã dành cho các bạn được một sự yên tâm nhất định về ngành học và ngôn ngữ Trung cũng như là chuyên ngành Trung Quốc học của ngành Đông Phương học rồi. Và các bạn ơi, chỉ sau 30 phút phát sóng thôi thì chương trình Văn Lan Q&A thuộc series tư vấn tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Văn Lan đã thu hút hơn 900 lượt xem cũng như đều đặt gần 100 câu hỏi. Tiếp nối sức nóng này thì chúng ta cùng quay lại trở lại trường quay với sự giải đáp của cô Diệp với câu hỏi của bạn Trí Ngô. Cô ơi, học ngôn ngữ Anh khi ra trường em sẽ làm được những công việc gì ạ? Chào em. Thì cái công việc của chương trình ngôn ngữ Anh á, khi mà các em học đến năm thứ hai thì các em sẽ được chọn chuyên ngành để học chuyên sâu á. Thì ở chương trình ngôn ngữ Anh chúng ta có 5 cái chuyên sâu, chẳng hạn như là giảng dạy tiếng Anh thương mại, Anh Trung thương mại, tức là vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Trung, tiếng Anh du lịch, rồi tiếng Anh phiên biên dịch tiếng Anh. Nhưng chúng ta có đến 5 chuyên ngành, cho nên là đến năm thứ hai các bạn có thể chọn cái chuyên sâu, xin lỗi, cái chuyên sâu đó để các bạn theo cái hướng nào thì các bạn thích và các bạn học sâu hơn một chút. Thì khi ra trường thì các bạn có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch nè. Nếu mà về ngành giảng dạy tiếng Anh thì bạn có thể làm dạy giáo viên nè. Còn thương mại thì các bạn có thể làm thư ký, nhân viên văn phòng, cái gì liên quan đến văn thư, thư từ thương mại, email gì vân vân. Có nghĩa là rất là đa dạng ngành nghề khi các bạn tốt nghiệp ngôn ngữ Anh. Cho nên là đó là các bạn phải định hướng trước là tương lai mình sẽ làm gì để mình chọn cái chuyên sâu cho đúng. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của cô. Và với cơ hội nghề nghiệp đa dạng như vậy của ngành ngôn ngữ Anh thì mong rằng các bạn, những bạn học sinh đang yêu thích ngành ngôn ngữ Anh có thể chọn đúng ngành nghề của mình và theo đuổi đến cùng nha. Và tiếp nối chương trình thì em có một câu hỏi đến từ bạn Thu Trần. Dạ, em chào quý thầy cô. Thầy cô ơi, cho em hỏi là em chưa từng học tiếng Nhật trước đây thì khi vào học em có gặp khó khăn gì so với các bạn không ạ? Em có cần học tiếng Nhật trước khi vào trường không? Em xin cảm ơn quý thầy cô và nhờ quý thầy cô giải đáp giúp em. Và với câu hỏi này thì em xin mời thầy Quang Anh có thể giải đáp giúp bạn ạ. Chào quý thầy cô và chào bạn Thương Trân. Thì câu hỏi của bạn là thầy cô cho hỏi là em chưa từng học tiếng Nhật trước đây thì khi mà cô học có gặp bất lợi gì so với các bạn hay không ạ? Thì đối với cái câu này thì thầy trả lời là không nha thư, tức là mình không có gặp những cái bất lợi gì cả. Có nghĩa là khi mà mới bắt đầu học ấy, thì thầy cô thì ai cũng bày cũng đầu tiên là dạy nhập môn nhập bản học cho chúng ta, tức là dạy cho chúng ta từ những cái bản chữ cái hoặc là những cái điểm chú ý khi mà chúng ta học tiếng Nhật nha em.
Và ở đây là em có cần học tiếng Nhật trước khi vào ở trường không? Nếu mà trong trường học mà em có điều kiện thì em có thể học trước. Và khi mà em có một cái trình độ nhất định rồi thì khi mà em vào trường, em bắt đầu học ở trường ấy, thì ví dụ như em đã học được cái trình độ N5 rồi, tức là sau 25 bài rồi, thì khi mà em bắt đầu bằng vào học ấy, thì mình cũng học từ đầu. Nhưng mà thay vì mình học từ đầu, mình đã học những cái trước đó rồi, thì mình có thể mình học những cái lên tiếp tục nữa. Thay vì mình học những trình độ N5 rồi thì bắt đầu là mình sẽ học lên N4 nhé. Thì đây thì nói là trong trường hợp chúng ta có điều kiện, còn trong trường hợp chúng ta không có điều kiện thì không có sao. Các bạn vẫn có thể mà bắt đầu từ lúc mà bạn đại học, các bạn bắt đầu học tiếng Nhật thì cũng vẫn được. Khi mà tốt nghiệp thì trình độ của chúng ta sẽ là N3 hay là N2. Có rất là nhiều bạn mình đạt trình độ N2 nhé. Rồi, thầy xin kết thúc cái câu trả lời của thầy nhé. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Và ở câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Phương Linh. Dạ thầy cô ơi, em học ngành ngôn ngữ Hàn cũng phải học tiếng Anh 4 cấp 6.0 hả thầy cô? Và học ngôn ngữ Hàn gồm học những gì? Mình có được chọn thêm một ngành khác kèm theo không ạ? Em có được phép học song ngữ hay không? Em xin kính mời cô Thùy Linh có thể giải đáp những thắc mắc cho bạn ạ. Chào em đã đặt câu hỏi. Thì học ngôn ngữ Hàn cũng phải học song song tiếng Anh hả? Đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn đã đặt cho cô khi mà mình làm chiếc các bạn sinh viên và ngành ngôn ngữ Hàn cũng hỏi. Thì thật ra việc mà chúng ta học được tiếng Anh, tức là trường của chúng ta sẽ có quy định đầu ra tiếng Anh. Nếu như chúng ta không học ở ngành ngôn ngữ Hàn Quốc thì chúng ta cũng phải học tiếng Anh tổng quát của toàn trường theo cái quy định chuẩn đầu ra chung của toàn trường. Cho nên là việc mà ngành ngôn ngữ Hàn Quốc tổ chức các học phần tiếng Anh trong chương trình đó là một cái lợi thế khi các em vào học. Bởi vì mình không cần phải tự buôn ba, phải tự đăng ký mà mình đã được học ở trong chương trình rồi. Mình chỉ cần theo cái chương trình học của ngành là được thôi. Cho nên và cô cũng nghĩ rằng là tiếng Anh nó đã theo mình từ những năm trung học cơ sở đến trung học phổ thông rồi. Và hiện tại là có các bạn tiểu học cũng đã học tiếng Anh rồi. Cho nên nó không phải là một cái nỗi sợ gì đâu mà nó là một cái lợi thế của mình. Mình nếu như mà mình vừa biết tiếng Hàn, mình vừa biết tiếng Anh thì khi mà mình ra mình làm việc á, thì theo như các em một người chỉ có biên dịch hoặc là phiên dịch được tiếng Hàn với tiếng Việt thôi. Với một người vừa phiên dịch được tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Anh thì ai sẽ là người có lợi thế hơn, ai sẽ là người trọng dụng hơn, đúng không nào? Cho nên là hoặc là thậm chí sau này các em có theo định hướng giảng dạy tiếng Hàn mà các em về các trường trung học phổ thông, các em phải nghiên cứu hoặc là các em có thể hướng dẫn các bạn học sinh trung học phổ thông tiếng Anh thì đó lại là một cái việc xây dựng cái hình ảnh tốt đẹp của các em hơn. Cho nên là việc học tiếng Anh đó là cái lợi thế của mình ha, mình không cần sợ gì hết. Về câu hỏi là ngành ngôn ngữ Hàn Quốc thì học cái gì, thì chương trình của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc chúng ta sẽ có 132 tín chỉ và đến năm thứ 3 thì chúng ta sẽ được chọn chuyên ngành, trong đó có chuyên ngành là biên phiên dịch tiếng Hàn và chuyên ngành thứ hai là giảng dạy tiếng Hàn. Như các em cũng biết thì hiện tại tiếng Hàn đã được chọn là ngôn ngữ 1 để dạy ở các trường trung học phổ thông và trở thành một trong các trong 7 môn ngoại ngữ để thi kỳ thi trung học phổ thông. Do đó thì khi mà các em vào học đối với ngành giảng dạy tiếng Hàn thì chúng ta sẽ được học các kiến thức chuyên sâu về thiết kế giáo án này rồi hoặc là chúng ta giảng dạy những cái môn cụ thể này, giảng dạy tiếng Hàn ở trung học phổ thông, giảng dạy tiếng Hàn ở trung học cơ sở, và chúng ta sẽ còn đối với ngành biên phiên dịch thì chúng ta sẽ được học các ngành biên phiên, các chương trình biên phiên dịch chuyên sâu mà chia ra thành những cái lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là biên phiên dịch truyền thông báo chí này, rồi biên phiên dịch kinh tế thương mại này, rồi biên phiên dịch văn hóa xã hội. Thì chúng ta sẽ được học chuyên sâu như thế. Và khi mà ngành ngôn ngữ Hàn Quốc được tạo ra theo cái định hướng ứng dụng, cho nên khi mà các em tốt nghiệp xong là các em có thể ứng dụng được ngay vào trong cái việc mà xin việc làm và làm việc tại cái cơ quan đó. Có nhiều bạn hỏi cô là có học xong ngành được không? Đối với trường đại học Văn Lang thì chúng ta tùy theo, thật ra là chúng ta cũng có thể chọn xong ngành, nhưng chúng ta cũng phải biết rằng là học đại học á, nó sẽ có những cái việc là chúng ta phải đăng ký tín chỉ. Và nếu như em á có cái khả năng học được hai ngành và có cái khả năng sắp xếp được chọn cái số tín chỉ làm sao mà sắp xếp được thời khóa biểu và chuẩn bị đủ cái năng lực và sức khỏe thì chúng ta vẫn có thể chọn được song ngành ha. Nhưng mà cô cũng nghĩ là cô vẫn khuyến khích các em học song ngành, nhưng mà mình nhớ xem được cái năng lực và cái năng lực này, rồi kinh tế này, rồi cái sức khỏe của mình có đáp ứng được cái việc học song ngành không nhé. Dạ em xin cảm ơn
những chia sẻ của cô. Mong rằng những chia sẻ này có thể giúp bạn cân bằng được nhiều yếu tố để có thể định hướng cũng như là theo đuổi đam mê của mình. Tiếp nối chương trình thì cũng có một câu hỏi đến từ bạn Kim Chi dành cho thầy Hoàng Trung cũng như là thầy Tiến. Thầy ơi, đầu ra của ngành ngôn ngữ Trung và Trung Quốc học cần những gì ạ? Em mong nhờ hai thầy có thể giải đáp giúp bạn ạ. Đối với cái ngành ngôn ngữ Trung thì đầu ra thì trình độ sẽ, các bạn sẽ tương đương với trình độ tiếng Trung cao cấp, tức là tương đương với HSK 5, 6. Nhưng để tốt nghiệp thì các bạn chỉ cần hoàn thành đủ các học phần bắt buộc, hoàn thành đủ 135 tín chỉ của chương trình đào tạo và hoàn thành các cái môn bắt buộc như là bài thứ 2 đó, thì các bạn sẽ tốt nghiệp, chứ cũng không có yêu cầu các bạn có bằng HSK mới được tốt nghiệp. Chỉ có một cái là cái trình độ của bạn khi tốt nghiệp thì nó sẽ tương đương với trình độ tiếng Trung cao cấp đó. Đó là cái đầu ra của ngành ngôn ngữ Trung. Dạ. Chào Kim Chi và cảm ơn câu hỏi của Kim Chi. Về cái đầu ra của ngành Trung Quốc học thì nó cũng tương tự như như ngành ngôn ngữ Trung, có nghĩa là chúng ta chỉ cần thứ nhất là hoàn thành hết tất cả các môn học bắt buộc và những cái môn học yêu cầu phải tích lũy ở trong chương trình đào tạo thì và chúng ta không nợ môn, thì sau khi tích lũy xong thì chúng ta có thể hoàn thành các khóa học đại học để ta tốt nghiệp. Thì trong quá trình học những cái năm đầu chúng ta sẽ được học những cái kỹ năng nghe học viết là chủ yếu, bốn kỹ năng. Thì đến bắt đầu năm thứ ba, đến học năm thứ ba thì mình sẽ được học những cái môn về biên chương trình hoặc là kỹ năng giảng dạy ngôn ngữ cao cấp vân vân, để chúng ta có thể nâng cao cái khả năng tiếng Trung của mình. Thì sau khi tất cả môn học đã được học xong, chúng ta sẽ không quét kỳ cho kỳ thực tập doanh nghiệp. Và sau khi thực tập doanh nghiệp xong, chúng ta sẽ có một cái học kỳ để dành để viết luận văn. Và những bạn nào không biết luận văn tốt nghiệp thì chúng ta có thể học những cái môn thay thế. Và sau khi hoàn thành xong những cái môn thay thế này là mình đã tích đủ được cái số tín chỉ để tốt nghiệp. Chúng ta là cái chủ đầu ra, cái đầu ra của ngành Trung Quốc học thì nó yêu cầu như vậy thôi, chứ không yêu cầu là chúng ta phải thi bằng HSK hay là bằng những cái chứng chỉ khác. Và cái đầu ra của ngoại ngữ của ngành Trung Quốc học thì nó sẽ thấp hơn ngành ngôn ngữ Trung xíu, tại vì cái thời gian học ngoại ngữ của bạn ít hơn. Thì tối thiểu các bạn sẽ đạt được HSK 4, và những bạn nào mà chăm chỉ hơn và có cái quyết tâm hơn thì có thể bạn sẽ đạt được cái HSK 5 và HSK 6 là trình độ cao cấp. Và đó là cái chủ đầu ra của ngành chú. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của hai thầy. Và em tin rằng những chia sẻ này cũng đã giải đáp được thắc mắc đến từ bạn Kim Chi. Và quay trở lại với trường quay để kết nối với cô Diệp ạ. Được có một câu hỏi đến từ bạn Hải Nam là: cô ơi, cho em hỏi học phí ngành ngôn ngữ Anh trường mình khóa 28 được tính như thế nào và có phát sinh gì trong quá trình học không ạ? Dạ, về câu hỏi này thì cái học phí thì các bạn có thể tham khảo cái học phí của khóa 27. Sau đó là cái thường là cái tín chỉ nó sẽ có dao động các bạn, cái số tín chỉ các bạn đăng ký bao nhiêu tín chỉ sẽ tính bấy nhiêu tiền cho cái đơn vị học phí đó. Ví dụ một học kỳ mình có cỡ 13 tín chỉ thì mình sẽ nhân lên cái số lượng tiền là bao nhiêu. Thì cái dao động của số tín chỉ, cái tiền tín chỉ nó sẽ, ví dụ như là nó sẽ dao động từ 1 triệu hay đến 1,6 triệu, ví dụ như vậy. Thì cái môn học đó, cái học phần đó là 2 tín chỉ hay là 3 tín chỉ thì nó sẽ tương ứng với cái số tiền mà các bạn sẽ phải đóng, cho nên nó sẽ dao động. Thì cái đó là chúng ta có thể tham khảo của khóa 27, và khóa 28 các bạn cũng có thể tính tương tự như vậy. Vì là số tín chỉ chúng ta học bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhân lên và chúng ta sẽ đóng cho cái học kỳ đó. Dạ,
xin cảm ơn những chia sẻ của cô về ngành ngôn ngữ Anh. Thì có vẻ là các bạn dành sự quan tâm rất là lớn đến ngành ngôn ngữ Anh, nên câu hỏi tiếp theo đó chính là chương trình đào tạo đặc biệt ngành ngôn ngữ Anh khác gì so với chương trình tiêu chuẩn ạ? Có chia chuyên ngành không? Và với câu hỏi này thì em xin nhờ cô Mai Tú có thể giải đáp giúp cho bạn ạ. Cô cảm ơn câu hỏi từ bên phía mẹ. Thì đối với chương trình tiếng Anh tiêu chuẩn và tiếng Anh chương trình đặc biệt đó, thì tiếng Anh chương trình đặc biệt nó sẽ có khác. Cái đầu tiên là về cơ sở vật chất thì bạn sẽ học ở bên cơ sở 3, còn tiếng Anh tiêu chuẩn thì bạn sẽ học ở bên cơ sở 1. Ở bên cơ sở 3 là như vậy thì cái quy mô lớp học của các bạn thì sẽ là nhỏ. Quy mô lớp học nhỏ có nghĩa là không có đông sinh viên, và dĩ nhiên là những cái cơ sở thiết bị của bên cơ sở 3 thì là cơ sở hoành tráng nhất của trường mình. Đó là về cơ sở. Còn về cái khối lượng kiến thức đó, thì chắc chắn là kiến thức của bên chương trình đặc biệt nó có cái nét đặc trưng rất là khác biệt nữa. Đó là bạn sẽ có cái khối kiến thức liên ngành. Là khối kiến thức liên ngành này sẽ bao gồm những môn như là học thông qua phục vụ cộng đồng, hạng người môn đó, rồi sau đó có môn là con người và môi trường, rồi môn trí tuệ văn hóa, môn tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo, môn kỹ năng học tập đại học, môn trở thành công dân số và môn khởi sự kinh doanh. Thì những cái môn nền tảng này ấy, nó sẽ giúp cho bạn có thể phát triển được những cái kỹ năng mềm và những cái tư duy cốt lõi, mà không chỉ là trong tư duy ngôn ngữ mà sẽ giúp cho bạn trở thành một cái con người toàn diện hơn. Bạn sẽ có khả năng tiếp cận ngôn ngữ ở trong cái chiều sâu của ngôn ngữ, nhưng đồng thời bạn cũng sẽ thấy được những cái tiềm năng mà ngôn ngữ, mà đặc biệt là đối với ngôn ngữ tiếng Anh, nó ứng dụng ở trong những cái mặt nào, ở trong văn hóa, kinh tế, xã hội mà nơi mà các bạn đang sống. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho bạn là trở thành một con người mà nói chung là đầy đủ các phần đấy. Thì như vậy đó là cái rất đặc trưng của chương trình đào tạo đặc biệt. Dĩ nhiên là cũng có, còn nói về chuyên ngành thì chuyên ngành của đào tạo đặc biệt là có ba cái nhánh về chuyên sâu như các bạn. Thì đầu tiên đó là chuyên sâu giảng dạy tiếng Anh, thứ hai là chuyên sâu tiếng Anh thương mại, và thứ ba là chuyên sâu tiếng Anh biên phiên dịch. Thì bạn sẽ thấy ha, là những cái nghề, những cái ngành, những cái chuyên sâu này đó là nó đều là những cung cấp những cái kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng ngôn ngữ, rồi sau đó là những cái kỹ năng mà thực hành mà sẽ giúp các bạn có thể đi ra ngoài thị trường lao động và có thể áp dụng những cái kỹ năng này và tham gia vào thị trường lao động ngay lập tức. Đối với những cái kỹ năng như là về giảng dạy thì cũng rất là đa dạng, không những là chỉ là những phương pháp giảng dạy truyền thống nữa, mà còn là những cái kỹ năng về thời đại số của chúng ta. Còn về tiếng Anh thương mại, rồi sau đó là tiếng Anh biên phiên dịch, thì giúp cho bạn là ở trong những cái môi trường kinh tế lao động như vậy thì bạn sẽ có những cái cách dùng tiếng Anh như thế nào ở trong những cái môi trường đó. Đó là cái câu trả lời của cô cho đối với câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Em xin cảm ơn cô. Bản thân em thì cũng đang là một sinh viên khóa 27 ngành ngôn ngữ Anh được chương trình đào tạo đặc biệt. Thì quả thật là những nét đặc trưng của chương trình đào tạo đặc biệt thì rất là hấp dẫn á, đúng không các thầy cô? Và với câu hỏi tiếp theo thì em xin nhờ cô Nguyễn Thị Hương, giảng viên chuyên ngành Hàn Quốc học, ngành Đông Phương học, có thể giải đáp giúp cho bạn Lê Như Ngọc. Dạ, em chào thầy cô. Em có câu hỏi về chuyên ngành Hàn Quốc học của ngành Đông Phương học. Em muốn hỏi là ngành Hàn Quốc học này có được học với người bạn xứ không? Và cơ hội du học có cao không ạ? Cô chào em đã đặt câu hỏi. Học chuyên ngành Đông Phương Hàn Quốc học tại trường Đại học Văn Lang, các bạn có nhiều cái cơ hội được đi du học, trao đổi 1 năm đến 2 năm tại Hàn Quốc. Vì trường Đại học Văn Lang có ký kết hợp tác với nhiều cái trường đại học Hàn Quốc như là Đại học Ngoại ngữ Busan, Quang Trung, Đại học Nam Seoul, Đại học Quang Ngôn, Đại học Trung Quốc, vân vân. Và cái đặc biệt quan trọng đó là được đi du học bổng miễn phí 100%. Học kỳ 1 tháng 9 vừa qua đó, chuyên ngành Đông Phương Hàn Quốc học có 9 bạn sinh viên được đi du học trao đổi tại Hàn Quốc theo cái chương trình hợp tác của Người Du. Và cũng mới đây thôi, cái cuối tháng 2 vừa rồi nè, chuyên ngành Hàn Quốc học cũng vừa tuyển 5 bạn sinh viên đi du học trao đổi tại Hàn Quốc, học bổng miễn phí 100%. Thì nhắc đến cái hai chữ học bổng á, thì trước tiên á, là mọi người ai cũng liên tưởng đến hai chữ là học giỏi. Đúng rồi. Thì cái điều kiện mà để được đi du học mà trao đổi như này đó, thì các bạn phải là giỏi hoặc là xém giỏi cũng được, học khá giỏi đó. Và cũng phải có một chút kinh tế để trang trải sinh hoạt phí tại Hàn Quốc. Còn tiền học phí thì được học bổng miễn phí rồi đó.
thì cái đấy đó là cái điểm đặc biệt mà khác với các trường khác khi các bạn chọn là chuyên ngành Đông Phương Hàn Quốc học tại Đại học Văn Lang. Và còn khi học chuyên ngành Hàn Quốc học tại Đại học Văn Lang thì các bạn được học trực tiếp với người bản xứ chuyên ngành Đông Phương Hàn Quốc học của trường Đại học Văn Lang, có giảng viên cơ hữu là người bản xứ người Hàn Quốc. Em xin cảm ơn những chia sẻ cũng như là giải đáp thắc mắc từ cô. Mong rằng thì bạn Lê Duy Ngọc sẽ có những trải nghiệm thật thú vị với chuyên ngành Hàn Quốc học của ngành Đông Phương nha. Và với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Mỹ Duyên. Em chào quý thầy cô ạ, em có một câu hỏi dành cho thầy Quang Anh. Thầy ơi, làm cách nào để thoát được nỗi sợ Hán tự vậy ạ? Ở phía dưới cũng có một bạn đồng tình với câu hỏi này, chứng tỏ là rất nhiều bạn quan tâm đến vấn đề này. Và em xin mời thầy Quang Anh có thể giúp các bạn giải đáp về câu hỏi này ạ. Chào bạn Mỹ Duyên. Thầy ơi, làm cách nào để thoát được cái nỗi sợ Hán tự vậy ạ? Thì khi mà mình tìm thấy được cái niềm vui hay là sự thú vị trong cái mỗi câu chữ ấy, thì thầy nghĩ là các em sẽ thoát khỏi được những cái nỗi sợ. Và ở cái bộ môn nhà bản học này ấy, thì khi mà em vào học ấy, thì em sẽ được gặp thầy là có trưởng bộ môn, tức là thầy Dương Hoàng Phúc. Và thầy giảng mình cũng có thể nói là về cái Hán tự thì thầy là một cái huyền thoại về dạy kanji luôn ấy. Nên là cái việc mà mình học Hán tự là mình sẽ hiểu được những cái lịch sử của nó nè, hoặc là bối cảnh xã hội nè, hoặc là hàm ý văn hóa trong mỗi cái con chữ đó. Khi mà mình có một cái hứng thú rồi đó, thì em không những là không còn sợ hãi, mà những cái nhãn quan của em khi mà em nhìn nhận một cái vấn đề hay là về một cái cuộc sống thì nó cũng sẽ mới mẻ và nó thú vị hơn nhiều. Và muốn được như vậy á, thì thầy mời em đến cái bộ môn của thầy và sẽ được học một cái học với một cái huyền thoại dạy kanji, đó là thầy Dương Hồng Phúc nhé. Có gì em nhớ đăng ký bộ môn để bạn học nhé. Dạ, cảm ơn những chia sẻ đến thầy Quang Anh, và em cũng mong là được lắng nghe những chia sẻ từ thầy Trung Phó Đại Thủ của ngành ngôn ngữ Trung, có thể tư vấn thêm cho các bạn là có cái cách nào để có thể học tiếng Trung hiệu quả hơn không thầy? Alo, mình làm lại câu hỏi và cũng bị mất sóng. Dạ, và đây câu hỏi của bạn đó chính là thầy ơi, có cách nào để học tiếng Trung hiệu quả hơn không thầy? Học tiếng Trung hiệu quả thì nó cũng không có một cái bí quyết nào đặc biệt ngoài cái yếu tố đó là cái sự kiên trì. Một cái tiếp nhận đó là tiếng Trung nó là một cái chữ tự hình, thì nó do những cái bột chữ ghép lại với nhau. Thì khi mà các bạn bắt đầu học, các bạn dành thời gian, các bạn để ý, các bạn học một chút về những cái ý nghĩa, cái bột chữ, thì khi ghép lại các bạn sẽ có một cái hình dung dễ nhớ về cái chữ đó. Ngoài ra còn một cái điều các bạn luôn ghi nhớ khi học tiếng Trung theo thầy, đó là mỗi ngày chúng ta đều phải dành thời gian một tiếng gì đó chúng ta tiếp xúc với tiếng Trung. Các bạn có thể viết ra vài chữ, các bạn có thể đọc vài chữ, nhưng mỗi ngày các bạn đều phải tiếp xúc với nó, thì các bạn dần dần các bạn sẽ hình thành cái phản xạ, các bạn sẽ cảm thấy cái chữ tự tình nó không còn khó nhớ nữa đó. Thì đó là một cái phương pháp mà thầy nghĩ rằng nó tuy rất là đơn giản nhưng nó thật sự rất là hiệu quả trong việc học cái chữ tự tình. Không có gì bắt ra học được cái sự kiên trì và tiếp xúc mỗi ngày. Còn về cái việc mà mình muốn rèn luyện về cái khả năng nghe nói, nếu chúng ta học ở Việt Nam thì nói là một cái kỹ năng khá là khó để chúng ta tập luyện, bởi vì chúng ta không có nhiều những cái cơ hội để có thể tiếp xúc với người Trung Quốc. Nhưng nếu mà chúng ta tốt về cái kỹ năng nghe,
chúng ta có thể lựa chọn thông qua những cái việc là chúng ta nghe những cái bản nhạc Trung Quốc, coi các bộ phim Trung Quốc hiện nay rất là nhiều, hoặc là những cái game show trên mạng chiếu từ trên YouTube các bạn có thể xem, các bạn có thể dần dần các bạn nghe từ cái mức độ dễ đến khó để các bạn hiểu được người ta nói cái gì, những cái câu nói đó dùng trong cuộc sống. Khi các bạn tích lũy đủ một cái lượng kiến thức đến một cái nào đó, các bạn có dịp đi Trung Quốc du lịch hoặc là gặp một cái người Trung Quốc, thì các bạn sẽ có thể sử dụng cái vốn này của mình để chúng ta giao tiếp và cải thiện cái khả năng nói của mình đó. Nhưng các bạn cũng học tốt về cái ngôn ngữ Trung cũng như là các cái ngoại ngữ, thì phải khuyên các bạn là nên có cái lòng kiên trì, kiên nhẫn và được đặt mỗi ngày chúng ta đang tiếp xúc, như thế thì nó sẽ có kết quả tốt trong cái việc học ngoại ngữ nói chung nói riêng và các cái ngoại ngữ khác nói chung. Cảm ơn thầy và các bạn. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Và các bạn học sinh ơi, các bạn cũng đừng quá lo lắng, hãy cứ kiên trì và nỗ lực để đạt được những mục tiêu và định hướng của mình nha. Và quay trở lại với ngành ngôn ngữ Anh, thì em nhờ cô Diệp có thể giải đáp câu hỏi cho bạn Lê Yến. Em chào cô ạ, hiện tại trình độ tiếng Anh của em không giỏi lắm, thì khi vào trường có ôn lại những kiến thức đã học không ạ? Em cảm ơn cô. Thì cái phần này á, đa số thì khi mà các bạn vào học nó cũng có những cái trình độ chênh lệch. Có những bạn thì đã khá, nhưng mà có những bạn vẫn còn yếu. Cho nên là khi mà em cảm thấy cái mức độ của em là không được cao, thì em phải nỗ lực hơn rất là nhiều. Như cô nói ngay từ đầu là phải nỗ lực 2-3 lần người khác thì mình mới có thể đi tiếp được. Tại vì nếu mà như các thầy cô cũng đã chia sẻ rồi, học ngôn ngữ mà bạn không bền bỉ, không bền chí đó, thì chắc chắn một ngày nào đó bạn rất là nản. Và khi mà chúng ta vào những cái môn học khó hơn thì các bạn sẽ cảm thấy rất là khó khăn và không thể tiếp tục được. Cho nên là lời khuyên của cô là khi các bạn cảm thấy mình cái mức độ là mình trung bình hoặc là thấp hơn trung bình nữa, thậm chí là như vậy, thì các bạn hãy cố gắng thật nhiều, rèn luyện ngày đêm. Ví dụ như người ta học ngày 3-4 tiếng thì mình phải học gấp đôi số tiếng đó thì mình có thể theo kịp được. Nhưng nếu như mà em đủ đam mê, đủ động lực thì em có thể tiếp nối về thành công đó của mình và của những người khác nữa. Em xin cảm ơn những chia sẻ đến từ cô. Và các bạn ơi, khi các bạn đã theo dõi đến giờ phút này của livestream rồi, thì các bạn muốn thể trả lời được cho câu hỏi là bí kíp học giỏi cái nhóm ngành ngoại ngữ đó chính là nỗ lực và kiên trì. Các bạn cứ nỗ lực không ngừng thì sẽ giỏi thôi, nên các bạn yên tâm nha. Câu hỏi tiếp theo em xin nhờ cô Hương từ ngành Đông Phương học cũng như cô Thị Linh ngành ngôn ngữ Hàn Quốc có thể giải đáp giúp bạn. Thầy cô có thể chia sẻ bí quyết để sau này có học bổng du học được không ạ? Em xin mời hai cô ạ. Dạ, xin hỏi lại là em xin nghe chưa rõ. Dạ, thầy cô có thể chia sẻ bí quyết để sau này em có thể đạt học bổng du học trong thời gian học đại học không ạ? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì nãy cô cũng có chia sẻ đó, thì điều kiện mà để được đi trao đổi học bổng tại Hàn Quốc thì trước tiên thì các bạn phải là sinh viên trường Đại học Văn Lang chuyên ngành Hàn Quốc học hoặc là ngôn ngữ Hàn. Rồi cái thứ hai là bạn phải học hết năm 2. Cái thứ ba đó là không có rớt môn nào. Và cái thứ tư là điểm tích lũy phải khá giỏi trở lên. Và cái thứ năm đó là tiếng Hàn của các bạn cũng phải khá giỏi trở lên. Các môn khác thì cũng khá giỏi trở lên, còn cái tiếng Hàn thì các bạn cũng phải khá giỏi trở lên. Và cái cuối cùng đó là các bạn phải có một cái ít kinh tế để trang trải cái sinh hoạt phí. Thì đó là cái điều kiện để các bạn được đi trao đổi học bổng tại Hàn Quốc theo cái chương trình ký kết MOU giữa trường Đại học Văn Lang và trường Đại học ở Hàn Quốc. Dạ, em xin mời cô Linh ạ.
Thì cô cũng sẽ bổ sung thêm cái ý của cô Hương. Thì cô Hương lúc nãy chia sẻ là những cái học bổng của riêng các bạn ngành Hàn Quốc học. Tuy nhiên thì chắc là sẽ có một số bạn khác chúng ta quan tâm đến các học bổng của toàn trường. Thì đối với những bạn sinh viên của trường Đại học Văn Lang thì chúng ta làm cách nào để chúng ta có được những cái cơ hội đi du học tại nước ngoài? Mình sẽ có 3 kênh. Cái kênh thứ nhất là chúng ta từ kênh trường. Tức là khi mà trường của chúng ta có liên kết với các trường đại học trên thế giới, thì khi mà họ có những cái chương trình trao đổi sinh viên thì họ sẽ thông báo cho trường mình, và trường mình sẽ báo lại cho các khoa, và khoa sẽ thông báo đến các em. Và khi mà chúng ta đọc cái thông tin đó, nếu như chúng ta cảm thấy rằng là cái khả năng của chúng ta có thể đáp ứng được những cái yêu cầu do cái học bổng đó đưa ra, thì chúng ta cứ mạnh dạn tự tin, chúng ta apply, chúng ta cứ đăng ký để đi cái chương trình đó. Và cái kênh thứ hai mà chúng ta có thể tận dụng được đó là thầy cô. Bởi vì rất là nhiều những cái thầy cô của trường Đại học Văn Lang là các thầy cô đã đi học ở nước ngoài về, và các thầy cô là những người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xin học bổng, cũng như là biết được những cái nguồn học bổng để có thể cho các bạn sinh viên biết để các bạn có thể xin được. Thì các em cứ không có ngại ngùng gì, bởi vì thầy cô của trường Văn Lang rất là hỗ trợ các bạn sinh viên. Cho nên mình cứ hỏi các thầy cô rằng là nếu như em muốn đi xin học bổng của cái cơ quan đó, của cái trường đó, thì em nên như thế nào. Và cái kênh thứ ba đó là kênh của bản thân mình. Chúng ta có rất nhiều những trường đại học, những cái tổ chức, những cơ quan mà cho chúng ta những cái loại học bổng hoặc là những cái chương trình du học. Mình tự tìm hiểu ha, mình vào mình tìm hiểu những cái ở trong, và thậm chí cô có thể chia sẻ là chúng ta có một cái kênh Facebook rất là nổi tiếng, đó là Scholarship ở Việt Nam. Đó là chúng ta có một cái chương trình, và ở đó có rất nhiều những cái chương trình học bổng từ các quốc gia châu Âu, châu Mỹ cho đến các quốc gia châu Á, và chúng ta có thể tận dụng để chúng ta xem rằng là chúng ta có đủ cái điều kiện để chúng ta đi cái chương trình du học đó không. Và một cái nữa là chúng ta cứ, ví dụ như trong trường hợp chúng ta đã đặt mục tiêu là chúng ta đi du học một cái đất nước nào đó rồi, thì chúng ta cứ từ từ tìm hiểu những thông tin trước đã. Và sau đó thì nếu như trong trường hợp chúng ta thắc mắc gì đó thì chúng ta có thể hỏi thầy cô, những cái thầy cô mà đã có kinh nghiệm đi du học ở nước đó hoặc là trường đó, và thầy cô sẽ không có ngại để giải đáp những cái thắc mắc cho mình. Và mong rằng là em sẽ tìm được cái cơ hội để mình đi du học trong cái quá trình học đại học. Còn nếu như trong trường hợp mà mình không có đi được trong học đại học, thì mình sau khi mình học đại học xong thì mình cũng có thể đi học những cái chương trình cao học hoặc là những cái chương trình bồi bổ kiến thức, bồi dưỡng kiến thức cho mình cũng được ha. Mong là em sẽ tìm được một cái cơ hội du học của mình trong thời đại học ha. Và nhớ là đi từ tư cách của sinh viên trường Đại học Văn Lang nha. Em xin cảm ơn những chia sẻ từ cô Hương cũng như là cô Linh. Và chúng ta cũng đã trò chuyện và giải đáp nhiều câu hỏi trong chương trình cho các bạn học sinh đang theo dõi livestream rồi. Gần hết thời lượng thì em cũng mong là những thầy cô sẽ có những lời khuyên cũng như những chia sẻ dành cho các bạn học sinh, cũng như là những lời động viên truyền cảm hứng cho các bạn khi mà các bạn đang ở trong thời điểm băn khoăn về việc lựa chọn ngành nghề của mình. Em đầu tiên thì em xin mời cô Diệp có thể gửi những lời chia sẻ của mình để cho các bạn học sinh đang theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Cô cảm ơn các bạn đã chịu lắng nghe các thầy cô chia sẻ cho đến giờ phút này. Thì thật ra cô có 3 câu hỏi mà luôn luôn là nhớ trong đầu từ cái khóa học trước đây mà cô đã theo đuổi. Thứ nhất là bằng tiếng Anh nhé, là Who am I? Luôn luôn hỏi tôi là ai. Cái câu hỏi thứ hai là Where do I fit? Tức là tôi phù hợp ở đâu. Và câu hỏi thứ ba là What is my progress? Tức là tiến độ của tôi là gì. Các bạn luôn luôn đặt ra những câu hỏi như vậy cho mình để mình thấy được những cái mốc, những cái gọi là milestone, để các bạn thấy được cái sự tiến bộ của mình trong việc học ngoại ngữ. Các bạn đặt ra cái mục tiêu là năm thứ nhất phải đạt được điều gì, năm thứ hai phải đạt được điều gì. Có như vậy các bạn mới thấy được sự tiến bộ của bản thân. Cô mong là các bạn sẽ có đủ đam mê để theo đuổi ngành nghề mình yêu thích. Và cảm ơn cô đã dành thời gian đến tham gia buổi livestream ngày hôm nay, cũng như những chia sẻ rất là quý báu dành cho các bạn học sinh đang theo dõi livestream. Và với thầy cô, các thầy cô đang kết nối online thì em cũng rất là mong muốn được nghe những chia sẻ của thầy cô. Đầu tiên thì em xin kính mời thầy Trung ạ. Chào các bạn thí sinh. Nếu mà các bạn thích theo các môn tự nhiên, học giỏi, phải lý hóa học giỏi và tiếng Anh của mình cũng không tốt, thì thầy nghĩ rằng các bạn đừng ngại, chúng ta hãy thử một khởi đầu mới với ngành ngôn ngữ Trung. Vì một tương lai đi ăn lẩu, chúng ta sẽ có thể dùng tiếng Trung để mà nói nha các bạn. Dạ, mời các bạn thầy cô tiếp theo. À,
sự chia sẻ của thầy Trung rất là đáng yêu đúng không, đúng không các bạn? Đối với cô thì sự chia sẻ của cô đó là đại học ấy, nó là một cái ngưỡng cửa rất là đẹp cho các bạn, nó sẽ cho các bạn rất là nhiều trải nghiệm rất là tuyệt vời bên cạnh cái việc các bạn tích lũy kiến thức để tham gia vào thị trường lao động 4 năm sau đó nữa. Cho nên cá nhân cô là cựu sinh viên Văn Lang và thật sự là cô cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là biết ơn khi mà cô đến với môi trường này và ở đây giờ là cô quay lại trường của cô làm việc. Thành ra là nếu như các bạn cảm thấy rằng là Văn Lang là nơi sẽ có thể là đem đến một cái ngưỡng cửa mới để các bạn khám phá chân trời mới trong cái tuổi lứa tuổi 18, 19 của các bạn trở đi thì hãy với Văn Lang nhé. Thì cô trích dẫn một câu ha. Khi chọn một cái ngoại ngữ mới thì cái tâm lý thường là lo lắng cái độ khó, sợ không có học được. Cô trích dẫn một câu nói nha: không có việc gì khó, chỉ sợ làm không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ác làm nên. Khi chọn học chuyên ngành Đông Phương Hàn Quốc, học trường đại học Văn Lang thì các bạn sẽ được đào tạo bắt đầu từ con số không chứ biết gì hết. Sau đó thì sẽ được đào tạo nâng cao dần. Các bạn hình dung giống như là các em mẫu giáo bắt đầu cô học lớp 1 đó, sẽ được đào tạo bắt đầu từ bảng chữ cái nè, rồi tập đọc nè, rồi viết bảng chữ cái, sau đó viết chữ, rồi nâng cao dần. Và cái chuyên ngành Đông Phương Hàn Quốc học trường đại học Văn Lang thì có các cái cố vấn học tập trong suốt quá trình học. Nếu các bạn có gặp khó khăn trong học tập đó, thì cố vấn học tập sẽ định hướng, hướng dẫn và luôn đồng hành cùng các bạn. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn cũng đã dành thời gian ngồi đến tận cuối cái live stream này. Thì thầy cũng xin chia sẻ một cái vấn đề nhỏ hơn là những bạn nào mà vẫn còn đang lo lắng là chúng ta có phù hợp theo ngoại ngữ hay không, thì các bạn có thể tự nhìn lại mình xem là thứ nhất mình có đam mê hay không, mình có thích học ngoại ngữ hay không, thứ hai là mình có kiên trì hay không. Nếu các bạn có hai cái yếu tố này thì các bạn tin chắc là các bạn đã thành công 50% rồi. Chỉ cần chúng ta kiên trì thì chắc chắn là chúng ta cái việc học của mình sẽ đạt được cái hiệu quả rất là cao. Thì thầy cũng xin trích dẫn một cái câu nói này rất là thích của một Lão Tử, là một nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc, là tạm dịch tới tiếng Việt nó có nghĩa là hành trình cảm nhận bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Cái quá trình học ngoại ngữ cũng như vậy, chúng ta mỗi ngày chúng ta đi bước nhỏ từ nhỏ, thì sau một cái quãng đường, sau một khoảng thời gian và nhìn lại, chúng ta sẽ thấy là ta đã đi được một quãng đường rất là xa. Thì cũng hy vọng là trường đại học Văn Lang cũng như ngành Đông Phương học, Trung Quốc học, Nhật Bản học và cả Hàn Quốc nữa sẽ là cái nơi mà các bạn tin tưởng để đặt cái bước chân đầu tiên của mình trong quá trình học ngoại ngữ. Xin chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn, thì cảm ơn tất cả các bạn cũng là các bậc phụ huynh đã lắng nghe cái buổi live stream của quý thầy cô ngày hôm nay. Thì kết thúc chương trình thì nếu mà các bạn có hứng thú với cái bộ môn Nhật Bản học thì các bạn nhanh tay hãy đăng ký nha các bạn. Và các bạn cũng biết là tiếng Nhật là một cái ngoại ngữ nó khó, nhưng mà nếu mà các bạn chọn thì hãy nghĩ là các bạn đã có nghĩa là có đủ một cái can đảm, đủ cái đam mê và yêu thích tiếng Nhật. Và dĩ nhiên thì trong cái quá trình học ấy, thì chúng ta sẽ có những cái khó khăn, đôi lúc thì chúng ta cũng nản lòng. Thì nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà chúng ta có cái lòng biết chi thì thầy tin rằng là các em sẽ vượt qua tất cả mọi thứ. Và sức mạnh để mà chúng ta có thể vượt qua đó là lòng kiên trì nè, sự phấn đấu nè, và nghiêm túc và học tập. Và thầy cũng chia sẻ thêm thì trong cái cuộc sống này, nếu mà chúng ta không có giàu về cái mặt tài sản, và cho dù chúng ta có tài sản đi chăng nữa, nếu mà chúng ta không biết phấn đấu và cố gắng trong mọi thứ thì và chúng ta không cố gắng thì mọi thứ chúng ta cũng sẽ rơi đi thôi. Và tuy nhiên thì chỉ có một cái giàu duy nhất để mà chúng ta có được cái tài sản, có được cái công việc ổn định sau này trong và tốt cho cuộc sống của chúng ta, đó là giàu về mặt tri thức. Và thầy luôn chúc các em luôn học tốt hơn.
Cô xin cảm ơn các em đã theo dõi cái chương trình livestream cho tới thời điểm bây giờ, dù hôm nay là tối 8 tháng 3 ha. Trong tiếng Hàn nó có câu là si chất tinh thần như là tức là bắt đầu thì đã là một nửa rồi. Nếu như chúng ta dám bắt đầu thì tức là chúng ta đã đi được nửa đoạn đường và chúng ta chỉ cần chinh phục được nửa đoạn đường còn lại. Cô biết rằng là trong giai đoạn này các bạn sinh viên cuối cấp đang rất là trăn trở, đang rất là băn khoăn, đang đứng trước nhiều ngã rẽ của cuộc đời xem là mình nên phải đi cái hướng nào. Chúng ta có quyền băn khoăn, chúng ta có quyền trăn trở, chúng ta có quyền cân nhắc trước những cái rẽ của cuộc đời. Nhưng khi nếu mà chúng ta đã chọn rồi thì chúng ta sẽ cố gắng chuyên tâm cũng như là chăm chỉ để chúng ta chinh phục được con đường mà chúng ta đã chọn. Cô chúc các em giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn Covid-19 cũng đang phức tạp, cũng như là chuẩn bị tinh thần thật là tốt để chúng ta có thể tốt nghiệp và bước vào một cái ngưỡng cửa mới là ngưỡng cửa đại học. Trường Đại học Văn Lang sẽ là nơi mà tạo cho các em một ngôi nhà lớn, và ở trong ngôi nhà lớn đó chúng ta vừa học, vừa chơi, vừa kết bạn, vừa được có những cái trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Và ngành ngôn ngữ Hàn Quốc sẽ là một ngôi nhà nhỏ trong cái ngôi nhà lớn đó. Và mong rằng là chúng ta sẽ đến với Trường Đại học Văn Lang và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Trường Đại học Văn Lang. Acha, fighting! Em xin cảm ơn những chia sẻ từ các thầy cô, và cũng rất là cảm ơn thầy cô đã dành thời gian đến với buổi livestream tư vấn tuyển sinh ngày hôm nay để giúp các bạn học sinh có một sự yên tâm nhất định trước khi gia nhập đại gia đình Văn Lang. Và chương trình cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Nhưng mà các bạn học sinh ơi, các bạn đừng lo lắng nha. Các bạn, nếu các bạn còn những câu hỏi nào thì có thể để lại dưới phần bình luận. Đội ngũ admin của fanpage Trường Đại học Văn Lang sẽ tiếp tục giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó. Câu chuyện về những ngành nghề mới sẽ tiếp tục được những số phát sóng trong những livestream sau. Cảm ơn những chia sẻ chân tình từ cô Diệp cũng như ban tư vấn online ngày hôm nay. Hy vọng là thầy cô sẽ có thật nhiều sức khỏe tiếp tục đồng hành cùng sinh viên chúng em trên chặng đường sắp tới. Và cũng hy vọng là sẽ được gặp các bạn học sinh đang có đam mê với ngành ngoại ngữ sẽ gia nhập vào đội ngũ khóa 28 của ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung, ngôn ngữ Hàn Quốc cũng như là Đông Phương học. Và các bạn ơi, còn một món thời gian rất là quan trọng, đó là Trường Đại học Văn Lang sẽ nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2022. Nên các bạn hãy nhanh chóng hoàn thành quy trình chuẩn bị hồ sơ của mình nha. Và cuối cùng thì chương trình Văn Lang Q&A thuộc series tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Văn Lang năm 2022 sẽ được lên sóng định kỳ vào mỗi 18 giờ thứ ba hàng tuần. Và mời quý vị phụ huynh cùng các bạn học sinh hãy đón theo dõi trên fanpage Trường Đại học Văn Lang nha. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin bạn luôn sẵn sàng, dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mơ ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên bạn, mang hành trang buồn phàn. Rồi Văn Lang chắp cánh cho bạn. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai.
lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, mãi yêu mỗi nhà thân thương, dâng đầy niềm vui mỗi ngày đến trường. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, mãi yêu mỗi nhà thân thương, dâng đầy niềm tin.